mừng khai trương thứ ba 4 tháng 10 2016. Như Vịnh Tofu tưng mừng khai trương, chúng tôi có đủ loại đậu hũ, từ đậu hũ trắng cho đến các loại đã được chế biến thơm ngon, được làm từ những máy móc tối tân nhất, bảo đảm sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh. Như Quỳnh Tofu có đủ các loại chè, các loại nước giải khát, bánh vỏ hấp với cốt dừa, chuối nướng, bánh xa lợn và nhiều món khác. Như Quỳnh Tofu nhận đặt tiền với các món gỏi, các món xào, các món nhậu, các món cơm chiên. Như Quỳnh Tofu ngay trên đường Bonsa góc đường Moren bên cạnh Lisa Wittgen. 744-716-2511, 716-2511. Thưa quý vị, trong chương trình Người Việt Phố Việt ngày hôm nay thì Phạm Khánh xin mời quý vị đến một cái tiệm. Quý vị thấy khung cảnh ở đây, tiệm nhỏ thôi mà khách phải nói là đứng chặt kín hết cả. Quý vị đang thắc mắc rằng không biết đây là tiệm gì đây. Thì thưa quý vị, đây là tiệm Như Quỳnh Tofu, vừa mới được mở ở ngay trên đường Bosa bên cạnh Lee Sandwich. Thưa quý vị, với những cái món đậu hũ được chế biến thành những cái món phải nói là rất là ngon, nghe qua là đã hấp dẫn thực khách rồi, như là đậu hũ cà ri xả ớt, đậu hũ xả ớt, đậu hũ nấm, đậu hũ trắng, đậu hũ chiên nữa, và đặc biệt là có rất là nhiều sữa đậu nành cũng được bán tại đây. Sữa đậu nành nóng, lạnh, có đường, không đường, đủ size, đủ kích cỡ hết, mọi người đều rất là thích. Mua có thể đem đi to go ngay, không cần phải chờ đợi lâu, vì các nhân viên phải nói là phục vụ rất là nhanh chóng. Đây là anh Phi, đại diện cho tiệm Như Quỳnh Tofu. Anh có thể cho biết ở đây mình có những cái món tofu đặc biệt nào thưa anh? Dạ, nói về tofu, tàu hũ thì chúng tôi rất là quan trọng về cái vấn đề chất lượng của cái hạt tàu hũ khi mà mình tàu đậu nành đấy, để mà mình làm ra cái tàu hũ thì cái đậu nành chúng tôi lúc nào cũng mang tới một cái chất lượng cao nhất. Ý anh nói là anh phải lựa chọn đậu nành cho thiệt kỹ trước khi mà chế biến đó phải không? Dạ đúng rồi. Thưa anh, cái hạt tàu nành thì nó có nhiều cái chất lượng khác nhau, mà chúng tôi lúc nào cũng dùng cái chất lượng cao nhất để mới làm ra được một cái tàu hũ nó ngon. Thì ở đây mình có nhiều tiệm tàu hũ trong cái khu Bosa này lắm. Gia đình chúng tôi thì cũng có nhiều rất là nhiều cái kinh nghiệm về làm tàu hũ, cũng giống như là Như Quỳnh Tàu Hũ là một cái tên, nhưng mà tàu hũ này thì nó đã phát xuất từ ở bên Sydney, bên Úc, và bây giờ đã được thêm một cái chi nhánh về bên đây để mà làm cái tàu hũ cho nó mềm mại, nó chất lượng. Và ngoài cái vấn đề đó thì chúng tôi cũng có cái đặc bí quyết là không bao giờ dùng bất cứ một cái chất hóa học nào để cho những người tiêu dùng tàu hũ được cảm thấy an lành khi mà mình dùng tới miếng đậu hũ nó ngon. Mặc dù là tiệm mới mở mà chúng tôi thấy khách hàng đến cũng rất là đông. Cô nãy giờ đã thử những cái món đậu hũ nào rồi? Dạ, sữa đậu nành rồi tất cả những món ở đây thì trước đây là mình là tiệm cũ là cũng đã có dùng rồi, cho nên rất là tốt, và hôm nay khai trương nên ra để ủng hộ. Cô thấy cái đậu hũ đây nó khác biệt với những chỗ khác là như thế nào? Béo ngon và rất là coi như là mình ăn mình cảm thấy là ngon, mùi vị đặc biệt hơn những tiệm khác. Hôm trước là cũng mua để tặng cho một số người á, thì tất cả mọi người đều khen là đậu hũ và đậu nành ở đây rất là ngon, và đậu hũ đường cũng vậy nữa. Ra thì nãy giờ á thì tôi thấy là đậu hũ này rất ngon và thơm, mềm mại lắm, ăn là vừa với lại cái khẩu vị của tôi. Tôi cũng hy vọng là mọi người cũng giống tôi vậy đó, cũng thích như vậy. Tôi thì tôi thấy đậu hũ này tôi ăn sáng giờ tôi ra đây tôi toàn là ăn không ngon lắm, béo lắm, chè cũng là không có ngọt nhiều, thành ra vừa cái khẩu vị của những cái người như chúng tôi. Cô nhắc là mới nhớ thưa quý vị, ở đây thì ngoài đậu hũ ra, sữa đậu nành ra thì còn có xôi chè, có bánh khoai mì, rồi thì là các loại chè rất là ngon, có chuối chiên nữa, chả giò luôn. Để mà đáp ứng tất cả những cái nhu cầu của khách hàng đến đây thưởng thức. Tiệm nhỏ nhỏ thôi nhưng mà khách rất là đông, phục vụ rất là nhanh chóng, ngay trên đường Bosa bên cạnh Lee Sandwich. Rất là tiện lợi cho bà con đồng hương đến đây để mà mua những cái loại đậu hũ chế biến
sữa đậu nành rất là tinh khiết, fresh. Và như là chủ nhân của tiệm cho biết rằng là được lựa chọn từ những cái hạt đậu nành ngon, tinh khiết để mà chế biến ra những cái loại đậu hũ thật là ngon này tại tiệm đậu hũ Như Quỳnh. Dạ thưa quý vị, trong những cái sau khi mà làm ra cái tàu hũ đặc biệt rồi thì bây giờ có những cái loại tàu hũ chế biến, ví dụ như đây là tàu hũ cà ri xả, thì cà ri xả nó mang tới cho quý vị một cái vị nó rất là giống như là mình xào những cái món mặn, nhưng mà đây là những cái món chay, ăn nó rất là hấp dẫn. Quý vị ăn vô thì sẽ thấy chắc chắn là có vị cà ri trong đó. Dạ, cà ri nó mềm mại mà nó mang cho mình một cái vị, nó tuy là cái món chay nhưng mà nó rất là thực tế, về cái giống như là những cái món xào và là mang cái món chay mà mang cái hương vị đặc biệt hấp dẫn, phải không anh? Dạ. Rồi bây giờ kế tiếp đó là đậu hũ xả ớt nè. Chúng tôi có đậu hũ nấm. Đậu hũ nấm là như thế nào anh? Và đậu hũ nấm thì cũng là một trong những một cái cách chế biến, nhưng mà nó có cái hương vị khác thường một chút xíu. Ăn nó rất là ngon, rất là dạ, mềm. Dạ. Mà cái món mà Phạm Khanh thấy là đậu hũ cà ri xả ớt á, là không có tiệm nào có hết cả. Nhìn hấp dẫn quá. Những người mà không ăn cay được thì mua cái đậu hũ chiên bình thường, không à, ăn cũng rất là ngon. Wow. Nói về đậu nành thì không thể nào mà quên một cái sản phẩm từ đậu nành mà Phạm Khanh như là quý vị rất là thích, đó là sữa đậu nành. Thì ở đây có hai loại sữa đậu nành khác nhau, loại có đường, không đường, đủ các size hết, rồi loại nóng, loại lạnh luôn. Và đặc biệt quý vị có những cái chai, cái size nhỏ nhỏ như thế này nè. Wow, các em là thích lắm, bỏ vô tủ lạnh mỗi buổi sáng hay là chiều về đó, cho các em uống một chai như vậy là tuyệt vời. Anh nói về chế biến cái sữa đậu nành này như thế nào thôi anh? Đậu nành này thì chúng tôi đặc biệt là không có dùng bất cứ một cái loại mà chất hóa học nào hết. Biết là quý vị, đặc biệt là Việt Nam chúng ta, nếu mà chúng ta uống cái gì thì chúng ta muốn biết là có cái gì ở trong đó, có hại hay không. Thì đặc biệt là chúng tôi không có dùng bất cứ một cái chất hóa học nào mà tạo ra một cái chai đậu nành rất là tinh khiết và lành mạnh. Nếu mà quý vị uống cái đậu nành này thì quý vị không cần phải lo là có một cái hóa chất nào hết. Thưa quý vị, để chứng minh cho quý vị thấy rằng là tất cả những sản phẩm từ đậu nành như là đậu hũ hay là sữa đậu nành đều được chế biến tại tiệm á, thì bây giờ là Phạm Khanh đang có mặt sau lưng tiệm Như Quỳnh Tofu. Ở đây quý vị thấy là cái hệ thống phải nói là rất là mới, chế biến đậu nành. Đậu nành được hút từ trong những cái thùng nhựa đã được rửa sạch rồi, ngâm thật là mềm rồi, hút qua và đưa qua những cái hệ thống xay nghiền như thế này. Và quý vị thấy không, cái sản phẩm mà chúng ta ra đó là những cái nước từ đậu nành rất là tinh khiết. Wow, đứng cái mùi, đứng gần đây với cái mùi đậu nành thật là hấp dẫn thưa quý vị. Cái nhà máy rất là tối tân và một giờ có thể sản xuất được rất là nhiều những cái sản phẩm từ đậu hũ hoặc là đậu nành khác nhau. Cái lò hấp rất là sạch sẽ, và nó là Như Quỳnh Tofu là một trong những tiệm mà nó là chịu đầu tư những cái trang thiết bị mới, hợp vệ sinh để mà sản xuất những cái sản phẩm từ đậu nành đưa đến phục vụ cho bà con ở vùng Lý Đô Sài Gòn. Ngoài những cái món đậu hũ được chế biến phải nói là rất là hấp dẫn, sữa đậu nành ra, thì ở đây còn nhận đặc tiệt cho những cái dịp mà hội họp của gia đình quý vị nữa. Xin anh Phi cho biết thêm. Dạ, ở đây chúng tôi đã có những cái món mà đặc biệt để chúng ta có thể dự một buổi, làm một buổi tiệc tại nhà đầy đủ hết. Ví dụ như bánh xèo, bánh cuốn, rồi chả ốc, chả giò, heo, gà, tôm, ví dụ những cái món đó. Nếu mà quý vị có nhu cầu cần thiết thì xin quý vị cho chúng tôi biết một chút xíu thời gian để mà chúng tôi chuẩn bị những cái món đó đầy đủ cho quý vị hết. Tân Mừng khai trương thứ 3 tháng 10 2016, Như Quỳnh Tofu Tân Mừng khai trương. Chúng tôi có đủ loại đậu hũ, từ đậu hũ trắng cho đến các loại đã được chế biến thơm ngon, được làm từ những máy móc tối tân nhất, bảo đảm sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh. Như Quỳnh Tofu có đủ các loại chè, các loại nước giải khát, bánh vỏ hấp với cốt dừa, chuối nướng, bánh xa lợn và nhiều món khác. Như Quỳnh Tofu nhận đặt tiền với các món gỏi, các món xào, các món nhậu, các món cơm chiên. Như Quỳnh Tofu ngay trên đường Bonsa, góc đường Moren, bên cạnh Lee Sandwich. 714 716 2511, 716 2511.